Tôi đã Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh Co chia sẻ cuộc sống Mỹ và những kinh nghiệm thành công làm giàu tại nước Mỹ. Ngọc Ánh ở Mỹ trên hơn 30 năm và lập gia đình cũng đã 30 năm với Alan là chồng người Mỹ. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với các bạn một vấn đề mà rất có nhiều anh chị em ở Việt Nam và ở Mỹ thắc mắc. Nhiều kênh trong mạng đã nói về chuyện chị em kiếm chồng Mỹ thế nào. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn vấn đề các anh Việt Kiều muốn lấy vợ, mấy anh Việt Kiều ở Mỹ muốn lấy vợ tấn thối lưỡng nan. Tại sao vậy bạn? Để mình kể cho các bạn nghe. Mấy anh Việt Kiều đi qua đây thì khoảng chừng 20 tuổi, 18 tuổi thì lớn lên, bây giờ hai mấy tuổi rồi thì cũng có sự nghiệp, thì đến tuổi lập thành lập vợ chồng thì giờ mới ảnh sợ về Việt Nam lấy vợ Việt Nam đem qua đây thì họ sau vài năm thì sẽ tung cánh, họ đi họ lấy chồng khác hay là họ lấy chồng Mỹ. Lấy mấy em ở Mỹ, mấy em Việt Kiều cùng lớn lên tại Mỹ thì mấy em tính tình mạnh dạn, không có thùy mị bằng mấy em Việt Nam, tại vì mấy em đã được học ở tại trường là tự lập, tự nhận trách nhiệm, tự hoạt bát, tự tháo vát để sau này ra đời thì mới làm việc được những cái hãng Mỹ. Những hãng Mỹ mà làm kỹ sư hay là làm giám đốc thì là phải mạnh dạn, phải tháo vát, phải có TV tư duy tích cực, không an hiếp. Mà thường thường trong của gia đình thì mấy anh Việt Nam cũng hơi muốn có quyền làm chồng theo kiểu Việt Nam, thì là cũng muốn lấn áp mấy chị, mà lấy mấy chị ở đây lấn áp không có được đâu ha. Mấy chị biết quyền mà mấy chị là ngang hàng, không có chuyện chồng chúa vợ tôi. Thành ra mấy ảnh cũng sợ. Thì giờ tấn thối lưỡng nan, lấy vợ ở đây thì sợ vợ ăn hiếp, thôi mình không có trị được vợ. Nhưng mà những chị ở đây thì mấy chị tháo giáp, thì mấy chị giúp cho mấy anh làm giàu nhanh chóng, rất giỏi. Lấy mấy chị Việt Nam qua thì mấy trong một thời gian mấy chị không có biết gì hết thì phải cưu mang, rồi cưu mang xong thì sợ người ta đi bỏ mình đi lấy chồng khác, mấy anh cũng sợ. Thành ra mấy anh Việt cũng tấn thối lưỡng nan. Còn mấy anh Việt Kiều mà mấy anh mà đi học đại học ở đây, học ra bác sĩ ở đây, học ra kỹ sư ở đây á, thì mấy anh không thích cái tư duy, cái suy nghĩ của người Việt Nam. Thường thường là mấy ảnh không có thích lấy vợ Việt Nam, mấy ảnh muốn lấy vợ mà để cùng nói tìm hiểu được, cũng làm friend được, làm bạn được, chứ không phải lấy vợ về để trong người ta nấu cơm đẻ con. Mấy ảnh cũng có bạn để cùng tạo lập một cái tương lai để sau này cũng thành công, mở công ty, mở làm này kia, làm lớn giống như người Mỹ. Người Việt Nam nhà 200-300 ngàn tới 500 ngàn là mình hãnh diện. Mỹ mà nó thành công là nhà nó có mấy triệu bạc, mình đi bán nhà cho người Mỹ mình biết thành công đó, bán nhà của nó 3-4 triệu bạc đô, thì làm sao mà lên được tới bước đó. Thì là nếu như anh Việt Kiều nào mà ở đây có học rồi mà lấy những chị Việt Kiều ở đây, những em học ở đây mà nó biết cách thành công trong nghề thì nó sẽ hai chồng giàu to. Thường thường là họ khi học bác sĩ ở trong trường họ đã lấy hoặc là vợ Việt đi học bác sĩ, là nha sĩ, là luật sư hay là kỹ sư, hoặc là vợ Mỹ. Vợ Mỹ nó cũng lấy Việt Nam ha, nhưng mà những người Mỹ thường thường là nó lấy chồng Việt Nam là nó kén lấy chồng Việt Nam lắm. À, thế cái gì mà mình bán nhà cho nhiều anh luật sư nè, anh kỹ sư, anh bác sĩ Việt mà lấy vợ Mỹ á, thì vợ Mỹ thì nó cũng là thùy mị, có người nó cũng dễ thương, có người nó, thì vợ Mỹ là lúc nào thì nó cũng yêu chồng, giống như mình yêu chồng cũng nó săn sóc việc nhà, chứ không phải là mình nói là vợ Mỹ nó không biết, mà vợ Mỹ nó giỏi gấp mấy vợ Việt Nam mình còn không biết thành công tháo vát làm ăn,
không có biết mở công ty cao, tại mình không có học cao. Còn nó ở đây nó học cao, nó biết connection này kia, nên nó làm ăn nó làm lớn lắm. Nó vô nó làm giám đốc nhà băng, nó làm chủ công ty nọ ha. Mà cái làm ra là phải học cao, phải học đại học này kia thì nếu mấy người giờ đem qua thì cũng khó phải không? Thành ra bây giờ mấy anh chị Kiều ở đây tấn thối lưỡng nan, về Việt Nam lấy vợ thì là sợ quá, sợ lắm, sợ lấy mấy em Việt Nam qua rồi mấy em cũng như không phải thương mình thiệt, mấy em chỉ là muốn đổi đời, đem qua đây rồi sẽ tan vỡ. Lấy vợ sang bên này thì là không thích, tại không thích cái tánh, không thích cái tánh mạnh dạn, cái tánh cái người tháo vát thì mấy anh cũng sợ. Bây giờ mấy anh phải làm sao? Thì mình nói là bạn ơi, chồng vợ cũng là duyên số, không phải là mình nghe nói ngày nào có tai nạn xe trên xa lộ rồi mình không lái xe, mình không đi mua cái siêu xe mình lái, phải không? Thì cũng mình không có đi vậy. Cứ về Việt Nam hỏi thăm bà con, cô nào mình thích, mình tìm hiểu, nếu mà được lòng thương, được hai người thương nhau thì mình lấy, nếu mà được thì là có hạnh phúc, không được thì ly dị cũng đâu có đến nỗi mà thảm não lắm đâu, phải không? Người ta ly dị rồi người ta lấy vợ khác cũng vậy thôi, cũng hạnh phúc vậy. Còn nếu mà bạn giao du mấy em Việt Kiều ở đây á, nhiều em Việt Kiều dễ thương lắm bạn, không phải là Việt Kiều nào cũng qua đây rồi nhập theo nhập bắt chước Mỹ rồi thành như Mỹ con rồi không có biết thương yêu gia đình, không biết người Mỹ á, người Mỹ và đàn bà Mỹ họ thương yêu gia đình kinh khủng, họ bảo vệ gia đình họ rất là bảo vệ, họ chăm sóc con cái rất là cẩn trọng, rất là chú trọng. Bạn đừng nghĩ lầm cho đàn bà Mỹ nha, mình thấy nó tháo vát mà nó chăm lo mình cũng là phục, khâm phục luôn đó bạn. Mình đi về nhà ở với gia đình chồng chơi cả hai tuần, mình thấy ra mấy người đàn bà Mỹ để ý từng chi tiết mà nó không có ganh tị. Nó không có nói ở mày con dâu thì mày phải làm nhiều, phải làm mày làm kia nhiều. Nó thấy mình bé xíu, không có nhanh nhẹn thì hợp nhau cùng nấu ăn cùng ba bên kia, thế nó thôi giờ em cứ việc là em sắp bàn thôi, nó nhẹ nhàng lấy ly giấy là sắp bàn đi, để mấy chị mà nướng rồi chặt thịt gì là để mấy chị làm. Nó thấy mình nhưng mà nó thương vậy đó, chứ không phải là nó xỉa sói ha bạn. Mình thấy rằng bà Mỹ chăm sóc con kỹ lắm, bây giờ con người ta con thật là bác sĩ, kỹ sư, giám đốc công ty, nó lo cho con nó ghê lắm. Bây giờ hay là nước Mỹ nó mới càng ngày nó càng mở rộng ra, dân chúng nó mạnh mẽ, thương mại mạnh mẽ, sáng tác những sản phẩm rất là hay là tại đàn bà Mỹ. Thì có nhiều mình thấy là có nhiều em Việt Kiều đó rồi qua đây lớn lên đây học ở đây hay là qua đây học bác sĩ này kia thì họ lấy vợ Mỹ nhiều lắm nè bạn. Họ không có chấp vợ Mỹ ngoài đường chầm để cho mình đi coi á. Họ ít khi tới chùa Việt Nam này kia, nhưng mà có nguyên một cái xã hội mà người Mỹ lấy vợ Việt ha, hay là người Việt mà lấy chồng Mỹ cao sang đó, mình không có thấy, mà không đi ngoài đường mình không có thấy, họ không có tới chùa, họ không có giao dịch với lại người Việt Nam nhiều, tại đâu có thời giờ đâu, lo làm ăn ha, càng làm ăn càng chức cao, trách nhiệm càng nhiều thì còn phải có thời giờ lo làm ăn, lo nghỉ ngơi, lo chăm sóc con. Con họ không có đi học ở trường như mình đi học như trên thường, con họ là đi học trường tư rồi nó lớn lên nó đi học những trường lớn như là Ivy League, nó học Harvard này kia đó, là con họ đi học như vậy thì họ không có thời giờ để giao tiếp nhiều với những người khác, không phải là Việt Nam không, nhưng với những người khác. Thì mình biết là tại mình buôn bán nhà cửa cho họ, nhà họ mua nhà từ 3-4 triệu đô trở lên, thì mình biết là có một cái giai cấp đó mà họ không có nói cho mình nghe. Thì bây giờ những cái anh Việt Kiều mà không có học nhiều, những anh Việt Kiều nào mà không có học nhiều,
không có có giàu thì cũng là mấy anh đó nó mới là khó lấy vợ Việt Nam thì dễ, tại đối với Việt Nam thì một tháng dạy 3.000 là lương là cũng còn khá, cũng cũng được, mà sợ mấy cô đã qua đây rồi mấy cô giỏi tài là mấy cô bỏ mấy anh cũng sợ. Thì mình mới cho nó một lời khuyên là gặp ai thì thương, nếu thương thì mình lấy đem hết cái tình thương đó để cho người vợ, cho người chồng, chăm sóc gia đình, chăm sóc con, rồi cùng nhau yêu thương, rồi tới đâu hay tới đó, cái đó là cũng là có duyên số, cũng là trời định. Đừng lo, cứ thương ai thì mình dò xét cho kỹ, rồi mình thương, mình tạo lập một cái gia đình. Có nhiều người đây cũng hạnh phúc chứ đâu phải là người Mỹ nào cũng ly dị đâu bạn. Những người ly dị thì người ta mình thấy để clip sau mình sẽ kể những chuyện ly dị ở Mỹ có sướng không cho bạn, cho bạn nghe để cho nhiều người hiểu rõ. Tình yêu ở Mỹ là tình yêu là vua. Đừng sợ. Thương thì cứ lấy tạo lập gia đình. Đừng có chồng chúa vợ tôi, giúp vợ làm việc nhà, giúp vợ. Lúc nào mình thấy là vợ là số 1. Còn mình là vợ, mình lấy chồng là số 1. Hai người cùng nói nhau là mỗi người là số 1 thì là hai người sẽ cùng là số 1, thì là gia đình sẽ là số 1. Đừng có để cho những người khác, những lời nói người khác, những lời xỉ xóa người khác ảnh hưởng gia đình mình. Làm giống như người Mỹ, thế mà cha mẹ hay là anh chị em mà mở miệng ra phê bình gia đình mình hay vợ mình thì nói là it's not your business. I'm sorry, it's not your business. Bye bye. We'll be right back.